Hi, xin các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và đến với video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc Casio Edifice có tên mã là 530GL. Tên và bây giờ mời các bạn cùng mình khám phá cũng như tìm hiểu những đặc điểm nổi bật về thiết kế cũng như tính năng của chiếc đồng hồ này nhé. Chiếc đồng hồ Edifice AFP 530GL này theo mình cảm nhận và đánh giá thì đây là một chiếc đồng hồ khá là nam tính và lịch lãm cho những bạn làm việc văn phòng. Và nếu các bạn nào mà đam mê những môn thể thao cá tính mạnh mẽ thì chiếc đồng hồ này cũng phù hợp luôn. Nó tích hợp với hai chức năng đó trong một chiếc đồng hồ. Điều này mình cảm thấy chiếc đồng hồ này cực kỳ đáng tiền và cực kỳ đáng để các bạn cân nhắc để mình sở hữu em này. Thì nói sơ về kích thước thì chiếc đồng hồ này có sa mặt là 53 x 47.2 và bề dày của nó là 12.3mm. Với cái xe mặt bề ngang của nó là 47mm thì cái phần mặt đồng hồ này cũng hơi khá lớn và hơi khá kén tay cổ tay của người Việt Nam. Nhưng nếu các bạn nào thích chiếc đồng hồ với phần mặt lớn để các bạn dễ dàng theo dõi thời gian hay là bạn muốn thể hiện cá tính thì chiếc đồng hồ này cực kỳ phù hợp và cực kỳ đẹp luôn. Với phần lượng 80g với phần dây là bằng phần da thì chiếc đồng hồ này tương ứng là khá thích hợp với những bạn làm việc văn phòng, nó khá nhẹ cổ tay các bạn và các bạn sẽ dễ dàng thiết trình cũng như là những thao tác trên máy tính, những thao tác việc làm không gây nặng cổ tay, không gây vướng víu cho các bạn. Về vòng vỏ của chiếc đồng hồ này được làm bằng thép phong rỉ và phần khóa cũng làm bằng thép phong rỉ và được Casio họ mạ ion màu vàng hồng, thì màu vàng hồng là một trong những màu thời trang khá là ưa chuộng trong những năm gần đây. Chiếc đồng hồ này có khả năng chống nước ở độ sâu 100m và các bạn có thể thấy đây, mặt kính của chiếc đồng hồ được Casio trang bị là mặt kính khoáng. Độ chính xác của chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào là cộng trừ 20 giây trong một tháng và với nguyên viên SR 920 FPK thì chiếc đồng hồ này có khả năng hoạt động được lên đến 3 năm. Để nói sơ qua những cái nút được trang bị chiếc đồng hồ này, các bạn có thể thấy đây, ở góc bên phải các bạn sẽ có nút bên phải ở góc vị trí trên và dưới sẽ hai nút này sẽ tương ứng hỗ trợ các bạn đắc lực khi các bạn sử dụng chức năng chronograph bấm giờ thể thao, và cái nút ti ở giữa này sẽ là cái nút chỉnh giờ cũng như là chỉnh ngày tháng của chiếc đồng hồ chúng ta. Và bây giờ mình sẽ xin nói sâu qua về cái phần mặt trong chiếc đồng hồ. Thì như các bạn có thể thấy đây, chiếc đồng hồ chúng ta ngoài kim giờ, kim phút và kim dây để hiển thị giờ chính, các bạn sẽ thấy thêm những phần đồng hồ nhỏ phụ. Ở vị trí góc 12 giờ các bạn sẽ thấy một cái ô là hình rẽ quạt, thì cái ô này nó sẽ tương ứng, nó tạo cho mình cái cảm giác cũng như là nhìn vào mặt đồng hồ của một chiếc xe hơi thể thao, hay là các bạn có thể thấy là do nó tương ứng với cái đồng hồ tua máy của những chiếc hơi. Và chiếc đồng hồ này khi kết hợp cùng hai cái phần đồng hồ khác ở vị trí góc 9 giờ và 6 giờ sẽ hỗ trợ các bạn rất là đắc lực khi các bạn sử dụng chức năng chronograph bấm giờ thể thao. Và ở vị trí góc 4 giờ các bạn sẽ có một ô lịch sẽ cho các bạn biết được ngày hôm đó là ngày bao nhiêu. Như các bạn có thể thấy ở đây là những vạch chia giờ chiếc đồng hồ được làm khá lớn và có dạ quang bên trong. Kết hợp cùng kim giờ và kim phút cũng được có những vạch dạ quang bên trong sẽ giúp các bạn dễ dàng theo dõi giờ trong môi trường mà thiếu sáng. Về phần dây thì mình cực kỳ thích ở mẫu này Casio họ trang bị phần dây này, và mình xin nhấn mạnh luôn đây là phần dây thiệt Genus Leder, tại vì Genus Leder. Và phần dây này được làm màu nâu cực kỳ là sang trọng, nó tẹp với màu vàng hồng của chiếc đồng hồ, tạo nên tôn lên chiếc đồng hồ một có vẻ sang trọng của một quý ông lịch lãm. Ok, và đó cũng là những thông tin đặc điểm cơ bản của chiếc đồng hồ AF 530GL này. Và nếu các bạn có những thắc mắc, câu hỏi, muốn đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì cũng đừng ngần ngại hay để lại bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cùng nhau ra hải chiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón sản phẩm chính hãng sẽ giúp các anh phong độ thêm sáng ngời.